sao lại buồn? Tới giờ anh Đức dẫn Mio đi chơi cho hết buồn nhé. Đi Yokohama. Con gái mà buồn á, chỉ cần một điều duy nhất mà thôi, đó là đưa đi ăn và đi chơi thôi nha mọi người. À mà khoan, trước khi tới Yokohama thì mình phải đi mua vé xe buýt cái đã. Có hai cách di chuyển, đó là đi tàu và xe buýt. Hôm nay tụi mình chọn đi xe buýt vì nó rất là tiện lợi. Chỉ cần ngồi lên xe và bác tài xế sẽ đưa mình tới tận nơi, chứ không phải như đi tàu, phải đổi mấy chuyến tàu thì mới tới được tận nơi. Đi xe buýt thì mình thấy thông thoáng, chỗ ngồi thì lại nhiều, mắc vệ sinh thì có nhà vệ sinh luôn. Bạn nào mà có hành lý cồng kềnh thì cũng đừng lo nha, vì xe buýt có khoang đựng hành lý cũng rất là to luôn đấy. Còn về mức độ an toàn thì không phải bàn cãi nữa nha. Nhìn Mio ngủ là đủ hiểu rồi, xe chạy rất là êm và an toàn luôn nha. Vâng, đây chính là địa điểm đầu tiên tụi mình tới nha. Nơi đây thì chắc cũng không còn xa lạ với fan của anime hay là manga nữa đúng không? Đó chính là Gundam Factory, với mô hình robot cao tận 18m và có thể cử động được đó nha. Tiếp theo là Chukagai, phố Trung Hoa, cách nhà máy Gundam 5 phút đi bộ, nổi tiếng là khu phố vừa ăn vừa đi dạo. Các bạn đừng quên ăn tiểu long bao chiên nha, hay là món vịt quay Bắc Kinh, xong rồi đừng quên chán miệng bằng kẹo dâu hay là kẹo nho nha. Địa điểm thứ ba chính là bảo tàng mì. Nơi đây các bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử của các loại mì ở Nhật Bản và được đắm chìm trong không gian Nhật Bản cổ xưa. Và bên trong đây có tới tận 9 quán mì đang hoạt động đó nha. Quán nào quán nấy nhìn cũng ngon hết. Nếu các bạn đã đến thì thử ăn một lần cho biết nha. Ngoài ra các bạn còn có thể in hình của mình lên hộp mì và mua về nữa nè. Địa điểm cuối cùng là nơi dành cho các cặp đôi không muốn hẹn hò trên vòng đu quay, thì mình cũng có thể ngắm từ xa mà lại còn có ảnh và video đẹp nữa nè. Đấy, Mio hết buồn rồi nè. Dành cho mấy bạn nào có ý định du lịch tự túc ở Nhật, muốn chủ động thăm thú nhiều nơi mà khởi hành luôn ngay từ sân bay thì cân nhắc đi xe buýt nhé. Còn bây giờ là tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong những clip sau nha.